Rồi, xin chào các anh chị nha. Hôm nay mình sẽ bắt đầu qua cái task số 2 của cái phần listening. Nói chung là mình đã học 3 buổi gì đó, đúng không? Và mình đã nghe 3 phần, phần số 1, phần số 2, phần số 3. Và mình đã quen rồi với cái kiểu giống như vậy. Từ khi qua nghe chỗ cái phần, những cái task sau, ví dụ như task số 2 này, thì có thể là mình sẽ nghe nhanh hơn tí xíu, mình sẽ nghe nhiều nội dung hơn tí xíu, được không? Dạ, mình nhìn vào ngay chỗ câu hỏi của cái phần số 1, phần part 1, đúng không? Thì mình nhớ lại chút xíu nha. Ở đây mình cũng sẽ nghe là 8 câu hỏi. Mỗi một câu hỏi là liên quan tới một cái conversation. Mỗi một câu hỏi là nó liên quan tới một cái conversation. Ok, và cái conversation thì nó cũng ngắn thôi. Ok, mình nhìn ngay chỗ cái câu hỏi đầu tiên trong cái phần này. Bôi cái này đi. Dạ. Cái câu hỏi đầu tiên đó là What color is Mary's coat? Đúng không? Cái áo khoác của Mary là màu gì? Ở đây mình thấy người ta để bốn mà. Yellow, blue, brown and black. Đúng không? Nhưng mà có thể là trong bài là người ta đều nhắc bốn nào hết. Nhưng mà cái keyword ở đây mình để ý là cái áo khoác. Và cái áo khoác này là của Mary. Có thể là người ta cung cấp nhiều đồ vật. Ví dụ như người ta nói là cái t-shirt này thì yellow, cái bag này thì brown, cái shoe kia thì blue chẳng hạn. Nhưng mà nhớ là câu này hỏi coat, thì mình chọn cái chỗ coat mình nghe. Số 2, what did the woman repair? Repair có nghĩa là sửa chữa. Vậy thì câu hỏi này người ta hỏi mình cái gì? Cái người phụ nữ này đang sửa chữa cái gì? Đúng không? Mình thấy có 4 món đồ, đúng không? A chair, cái ghế, a shelf, cái kệ. Thường người ta nói đó là bookshelf, kệ sách, đúng không? A desk, a bed. Ok, vậy thì trong đây người ta nói là sửa chữa. Cái gì nó sửa chữa thì cái đó nó bị hư, nó bị có vấn đề. Ví dụ như bị hư hay là có vấn đề đó, người ta sẽ dùng cái cụm ví dụ như là problem hay là broken. Ví dụ như mình nói là cái ghế nó bị hư đi. Ví dụ ha, the chair is broken, right? Vậy thì mình biết là nếu nó bị hư thì nó sẽ được prepare chẳng hạn. Right. Số 3. What are they going to buy for Pam? Ok. Một cái nhân vật tên Pam. Vậy thì những cái người bạn của anh này là dự định mua cái gì cho nhân vật này? A book. Những sách nè. A plant. Một cái chậu cây. Chocolate. Chocolate và candy. Được không? Thường cái dạng này thường mua cái gì cho người đó thì người ta sẽ kể là người đó thích cái món gì. Xong rồi đưa nhiều lựa chọn, hồi năm trước tôi mua này, bạn tôi mua kia. Vậy thì cuối cùng chốt lại là mua cái gì? Thì cái kiểu bài này nó sẽ giống vậy ha. Number 4, what has the girl lost? Vậy thì cái cô gái này, lost có nghĩa là bị mất. Cô này bị mất cái món đồ gì? Mobile phone, chỗ này đọc là mobile phone, chứ không phải là mobile phone nha. Mobile phone, purse, một cái ví tiền. Thường người ta dùng cái chữ purse, ví tiền này là dành cho ví tiền nữ, đúng không? Còn nếu mà nam thì người ta sẽ có thể là dùng cái chữ wallet. Đó, lưu ý. A pen, cái viết mực. Và a pad, right. Vậy thì mình nghe xem là cô này bị mất cái món gì, đúng không? Số 5. Which sport will the boy do soon after, do soon at the center? Vậy thì cái môn thể thao nào mà cái chàng trai này sẽ làm sớm, có nghĩa là chơi sớm ở trung tâm. Đây mình lưu ý là trong bài người ta dùng cái chữ là soon, sớm. Sớm thì có thể là chơi trước những môn kia chẳng hạn. Ở đây mình thấy người ta để 4 môn. Driving, cái chữ này mình đọc là driving, chứ không phải là diving. Driving, lặn. Swimming, water skiing, chơi trượt nước. Và sailing, chơi. Không phải chơi, chèo thuyền, đúng không? Vậy thì có thể là người ta liệt kê nhiều môn. Nhưng mà có thể là liệt kê với cái thứ tự buổi sáng, buổi chiều. Hoặc là vào tháng mấy, ngày mấy đó chơi. Thì mình xem cái thời gian nào xảy ra trước thì mình sẽ chọn. Số 6. Who lived with George in his house? Ok. Ai sống với George trong nhà? Cô ơi, cô. Như bài này nó lộn nữa rồi đó cô. Dạ, sao lộn mà? Đang cách thư đúng rồi mà ta. Của em là từ 1 tới 10. Trong quá trình là từ 1 tới 10 đó cô. Ở trên là nó chỉ để 60 phút thôi. Mà 40 câu lận. À, cái phần đó là phần đọc nha chị. Cái phần mà chị đang xem đó là phần đọc.
Mình đọc tới trang 57. Ok, hôm nay mình học kỹ năng nghe. Cái phần đọc của chị là đang ở trang số let me see 7 rồi, em thấy rồi cô ơi. Đúng rồi, đó. Cái dạ, phần đó rồi. Là đang đang phần đọc. Phần tiếp tiếp theo chứ. Ừ, là ha, cái thứ hai. Hết hồn tụi mình nhầm nữa. Ok. Là nhớ nha, phần nghe thì mình nghe 35 câu thôi, còn phần đọc thì mình làm 40 câu. Tới đâu quên mất tiêu rồi. Rồi, số 6. Who lived with George in his house? Ai sống với George trong nhà của anh ta? Đúng không? Mình thấy ở đây có 4 nhân vật. His brother, his grandmother, his father and his sister. Đúng không? À, nhưng mà chỗ này mình lưu ý nha. Lived. Có thể là mình nghe trong bài là cái người nào rời khỏi nhà, người nào thường xuyên xuất hiện ở nhà, người nào không có ở nhà. Đó, nhiều nhân vật lắm. Số 7. What will the girl take with her on holiday? Được không? Cái cô gái này sẽ mang theo cái món đồ nào vào cái kỳ nghỉ? Đó. Nothing. Không mang theo gì cả. Nè, không mang theo gì cả. B, a suitcase. Chữ này mình đọc là suitcase, hành lý, đúng không? Nguyên một cái vali hành lý. C, a soft bag, có nghĩa là một cái túi xách thể thao. Và câu D, a backpack, một cái ba lô, đúng không? Thì có thể là trong bài đó là lúc trước mang theo món gì, nhưng mà kỳ này tôi quyết định là tôi mang theo món gì. À, thường cái cách nó sẽ là giống như vậy. Câu số 8. Where do the boys decide to go? Đó ha, decide có nghĩa là quyết định. Và cái chàng trai là quyết định đi đâu? À, những chàng trai, có nhiều đúng không ạ? Những chàng trai quyết định đi đâu? Thì mình hiểu cái quyết định này là quyết định cuối cùng đúng không? Sao nhiều lựa chọn, đó. Câu A, cinema, đi xem phim. Câu B, overhead staff. Cái này thì mình có thể loại liền câu B luôn, tại vì cái chữ overhead staff thì nó không trả lời được cho cái chữ where. Where là hỏi về nơi chốn, còn overhead staff có nghĩa là chỉ về đồ vật, cái túi để trên đầu, được không? Câu C, game store, một cái cửa hàng game. Và cái câu D, park, công viên, được không? Vậy thì nhắc trước như chỗ này luôn là mình sẽ loại câu B. Ok, mình chỉ còn 3 đáp án là A, C và D. À, thì mình thấy cái trường hợp này nó cũng khá là thường hay xảy ra đó. Nghĩa là đối với một vài câu, đặc biệt là những cái câu hỏi về khoa học, hỏi về sức khỏe này kia kia nặng, thì mình thấy là có một vài câu thì mình cũng có thể tự suy luận được, đúng không? Mình đáng đáng nghĩ trước và mình khi mình nghe để mình khẳng định lại thôi. Và cũng có những cái là mình có thể loại trừ được luôn, nên mình chỉ tập trung vào những cái câu trả lời mà có thể xảy ra. Ok, bây giờ mình sẽ nghe cái bài này. Mình nghe một lượt 8 câu và mình đánh dấu chọn luôn, các anh chị sẽ được nghe 2 lần nhé. Now listen. Part 1. Questions 1 to 8. Directions. In this part, you will hear 8 short announcements or instructions. A. Breakfast. Now, let's begin with the first question. Ừ. Cái phần đầu đó là cái phần hướng dẫn. Phần này thì mình nghe cũng khá là quen rồi, cho nên là mình sẽ trả cái phần này qua. Được ha? Mình sẽ nghe tập trung vô cái phần part 1 của mình luôn. First, you'll have some time to read the questions 1 to 8. One. What color is Mary's coat? Hi, Mary. What have you bought? This coat. Do you like it? Yes. Yellow looks good on you.
Do you think I can use my blue bag with it? Your brown one will look better. 2. What did the woman repair? Hi. What have you done today? You know that broken shelf above my desk? Well, I repaired it and then I went shopping. What did you buy? A new chair. 3. What are they going to buy for Pam? Last year we gave Pam a book for her birthday. Should we buy her another? I think we should give her a plant or some chocolates. But she doesn't like sweet things. Let's get her something to put in her garden, but not a book again. 4. What has the girl lost? Can I help you? You look worried. Is everything all right? Well, I was in the playground about 10 minutes ago with my friends, and I got a call on my mobile phone. I had to get a pen out of my bag to write something down, and I think my purse fell out. I can't find it now. Do you know if anyone has handed it in? You know you're not supposed to bring phones to school. Anyway, let me go and check. What colour is it? Which sport will the boy do soon at the centre? Have you been to the new water sports centre yet? Oh, yes. It's brilliant. There are 2 indoor pools, one for underwater diving and one for swimming. And you can also have sailing lessons on the lake. That's what I'm doing there next weekend, actually. I was hoping to take water skiing lessons, but the leaflet says they're not starting those until next year. 6. Who lives with Josh in his house? Does your house seem empty now your sister's left home, Josh? Not really. My grandmother's moved into her room and she doesn't go out much. It's really nice having her there because my dad never comes home until later. And if my mum's out for the evening, Grandma cooks supper for me. 7. What will the girl take with her on holiday? Have you packed for your holiday? No, I need to go shopping before I can do that. Last holiday, my suitcase handle got broken, so I need something new to put all my stuff in. But suitcases are so heavy to carry. I always take a backpack. You can carry more that way. Yes, I thought about one of those, but good quality ones are expensive. I'll get one of those big sports bags, you know, one you can pull along. They don't cost much. 8. Where do the boys decide to go? So, we've got 3 hours. Shall we go skateboarding in the park? What do you think? Well, there's the latest space film, which is meant to be good. Or there's a new computer game shop, which has just opened. Oh, well, I haven't got enough money to buy a new game anyway. Let's go and watch the film. Okay. We can go skateboarding anytime. That is the end of part 1. One. What colour is Mary's coat? Hi, Mary. What have you bought? This coat. Do you like it? Yes. Yellow looks good on you. Do you think I can use my blue bag with it? Your brown one will look better. 2. What did the woman repair? Hi. What have you done today? You know that broken shelf above my desk? Well, I repaired it and then I went shopping. What did you buy? A new chair. 3. What are they going to buy for Pam? Last year we gave Pam a book for her birthday. Should we buy her another one this year? I think we should give her a plant or some chocolates. But she doesn't like sweet things.
Let's get her something to put in her garden, but not a book again. 4. What has the girl lost? Can I help you? You look worried. Is everything all right? Well, I was in the playground about 10 minutes ago with my friends, and I got a call on my mobile phone. I had to get a pen out of my bag to write something down, and I think my purse fell out. I can't find it now. Do you know if anyone has handed it in? You know you're not supposed to bring phones to school. Anyway, let me go and check. What colour is it? Which sport will the boy do soon at the centre? Have you been to the new water sports centre yet? Oh, yes. It's brilliant. There are 2 indoor pools, one for underwater diving and one for swimming. And you can also have sailing lessons on the lake. That's what I'm doing there next weekend, actually. I was hoping to take water skiing lessons, but the leaflet says they're not starting those until next year. 6. Who lives with Josh in his house? Does your house seem empty now your sister's left home, Josh? Not really. My grandmother's moved into her room and she doesn't go out much. It's really nice having her there because my dad never comes home until later. And if my mum's out for the evening, Grandma cooks supper for me. 7. What will the girl take with her on holiday? Have you packed for your holiday? No, I need to go shopping before I can do that. Last holiday, my suitcase handle got broken, so I need something new to put all my stuff in. But suitcases are so heavy to carry. I always take a backpack. You can carry more that way. Yes, I thought about one of those, but good quality ones are expensive. I'll get one of those big sports bags, you know, one you can pull along. They don't cost much. 8. Where do the boys decide to go? So, we've got 3 hours. Shall we go skateboarding in the park? What do you think? Well, there's the latest space film, which is meant to be good. Or there's a new computer game shop, which has just opened. Oh, well, I haven't got enough money to buy a new game anyway. Let's go and watch the film. Okay. We can go skateboarding anytime. That is the end of part 1. Ok, là 8 câu. Đầu mình cho câu trả lời từ từ đi ha. Bắt đầu với câu số 1 trước. What color is Mary's coat? Đúng không? Cái áo khoác của bạn Mary là thuộc màu gì? Do we have 4 answers? Một A ạ. Có một bạn chọn một A thôi. Còn những bạn khác thì không có ý kiến ạ. Này. What color is Mary's coat? A. Yellow. Rồi kiểm tra. A. Breakfast. Now, let's begin with the first question. First, you'll have some time to read the questions 1 to 8. One. What colour is Mary's coat? Hi, Mary. Okay. What have you Hi, bought? Hi, Mary. What have you bought? Được không? Bạn mua gì rồi? You bought đó là quá khứ của cái chữ you buy, đúng không? Nằm cột số 3. Mà bạn đã mua cái gì rồi? Đấy. This coat. Mua cái Do áo like khoác này nè, đúng không? Do you like it? Bạn có thích không? Chưa nghe gì tới màu hết. Đó. Yes. À. Yellow looks yes, good yellow on you. Yellow looks good on you. Cái chữ mà yellow looks good on looks có nghĩa là trong tuyệt. Là looks thì nó sẽ đi với một cái tính từ ở phía sau. Nghĩa là cái màu vàng thì trông
hợp trên cái da của bạn. Đó, looks good on you là theo kiểu vậy. Do you think I can use my blue bag? Do you think I can use my blue bag with it? Ở đây thì mình thấy người ta dùng cái chữ là blue bag, có nghĩa là cái túi màu xanh. Trong khi cái bài mà mình đang canh nghe đó là chữ cold, thì blue là mình không có chọn được à. Your brown one will look better. Được rồi, cái màu nâu thì nó không trông tuyệt hơn. Nhưng mà cái nói là your brown one, ở đây là người ta đang nói là về cái bag, đúng không? Trong khi cái câu trả lời của mình đang mong chờ ở đây đó là the coat, được chưa? Ở đây thì bạn này đã trả lời ngay chỗ cái phần đầu tiên luôn rồi. The coat, yellow, looks good on you. So the correct answer would be, cái chính xác cho anh chị nào chọn ngay chỗ chữ yellow. Ok ha. Number two, what did the woman repair? Có nghĩa là cô này cổ sửa cái món đồ gì? Continue. Chọn đi ạ. ABCD ạ. Thì ít nhất là mình nghe mình cũng phải cố gắng để có câu trả lời. Tại vì sao? Một lần mình chọn là một lần mình nhớ bài. Đó. Ok. Chọn đúng chọn sai gì mình cũng sẽ nhớ. Đó. Nếu mà chọn đúng thì mình còn ấn tượng hơn nữa. Bài này tôi quá giỏi. Đúng không? Nhưng mà nếu chọn sai thì mình cũng kiểm tra lại là mình sai sao, tại sao mình lại chọn nhầm câu, đúng không? Rồi, câu số 2 có người chọn câu đi, có trừ người chọn câu B và cũng có người chọn câu C. Ủa sao khác biệt với giờ câu? Còn câu A không ai chọn cả. Rồi, kiểm tra. Two. What did the woman repair? Hi. What have you done today? Hôm nay bạn đã làm cái gì rồi? Done. Done. Ba từ, ba cột giống vậy, đúng không? Vậy thì hôm nay bạn đã làm cái gì rồi? You know that broken shelf you know above that my desk. Broken shelf above my desk. Above có nghĩa là ở phía trên. Này, ở đây người ta dùng cái tính từ có nghĩa là bị hư. Đi với cái danh từ ở phía sau. Khi người ta nói là broken shelf thì mình hiểu là cái kệ nó bị hư. Bạn biết cái kệ mà bị hư ở trên bàn của tôi không? Đó. À, well, I repaired it. Được không? Cái chữ repair này nè, khi người ta thêm ed vô thì người ta sẽ đọc cái chữ repair có đuôi là âm d. Đó là lý do là mình nghe chữ d cái người ta luyến có cái chữ it ở phía sau. Repaired it. Đó, chứ không phải là repair it. Đã, mình nghe lại khúc này có chút xíu thôi. Two. What did the woman repair? Hi. What have you done today? You know that broken shelf above my desk? I repaired it. Là repair cái gì? Repair cái broken shelf. Được không? Cái kệ bị hư. Nó cái nào bị hư thì sửa cái đó. Then I went shopping. Sau đó thì tôi đi mua sắm. What did you buy? Vậy bạn đã mua gì vậy? A new chair. Okay. Cái chỗ này nếu mình nghe không kỹ thì mình sẽ nhầm với cái là chair, đúng không? Nhưng mà chair là cái mua, còn cái sửa thì phải là cái kệ. Okay. Anh chị nào chọn câu B rất chính xác. Rồi, một hồi mình sẽ nghe lại cả 8 câu luôn. Câu số 3. What are they going to buy for Pam? Đúng không? Vậy thì là những cái nhân vật ở trong đây là quyết định là mua cái gì cho Pam. À, 3C, 3B. À, ok. Người chọn a plan. Tại vì mình nghe cái chữ plan. Nhưng cũng có người chọn C, chocolate. Đúng không? Nói mà chị Phương nói cái gần của em á là này, chocolate. À, chữ này đọc là chocolate nha, chứ không phải chocolate nha, cũng phải sô-cô-la nha, hiểu không? Chocolate, candies, để mình sẽ nghe những cái cụm này hết. Now listen. 3. What are they going to buy for Pam? Last year we gave Pam a book for her birthday. Should we buy her another one this year? Last year, hồi năm rồi, we gave Pam a book for her birthday. Khúc này nghe chữ book, mừng quan trọng chữ book xài, hiểu không? Hồi năm rồi là chúng tôi đã mua cho Pam một cái quyển sách vào dịp sinh nhật của cô ta. Shall we buy another one this year? Vậy thì năm nay mình cũng mua một cuốn nữa, đúng không? Có nghĩa là mua một cuốn sách nữa đó. Đó,
chỗ này khúc này mà vé đó là chọn bút thì được ha. I think we should give her a plant or some chocolate. I think we should give her a plant. Tôi nghĩ rằng là mình nên cho hay là tặng cho cô này một cái chậu cây, or some chocolate hay là một ít sô cô la đấy. But she doesn't like sweet things. Nó hay ho nên là mình không biết đường nếu như mình không biết chữ sweet có nghĩa là ngọt ngào. But she doesn't like sweet things. Nhưng mà cô này không thích đồ ngọt mà. Let's get her something to put in her garden. Let's get her something to put in her garden. Nghĩa là hãy tặng cho cô này cái món gì mà cô này có thể đặt được ở trong khu vườn đi. Đặt được trong khu vườn mà không thích đồ ngọt nữa, đúng không? Thì chắc chắn không phải là chocolate, cũng không phải là candy rồi, đó ha. But not a book again. Not a book again, nhưng đừng là sách nữa, đúng chưa? Vậy thì ngay chỗ này là dựa vào cái câu cuối, đừng là sách là không chọn sách nè. Cái gì mà đặt được trong vườn là chậu cây nè. Và cô này lại không thích đồ ngọt nữa, thì chắc chắn không phải là chocolate hay là candy. So the correct would be vậy, chính xác ha. Này, number four. Cô này bị mất cái gì? Cô này bị mất cái gì? Hồi nãy mình chọn cái món gì? Có bốn món. Cái chữ đầu tiên, cái điện thoại di động thì mình không có đọc là mobile phone được, đúng không? Nó sẽ là mobile phone. A purse, a pen and a bag. Right, listen. Four. What has the girl lost? Can I help you? You look worried. Is everything all right? Okay. Tôi có thể giúp gì được cho cô, đúng không? Hoặc là chú có thể giúp gì được cho cháu. You look worried. Trông con rất là lo lắng, đúng không? Is everything all right? Is everything all right? Mọi thứ vẫn ổn chứ, đúng không? Bắt đầu mình nghe cô này cũng kể lại cái tình huống của cô này cũng gặp cái gì. Well, I was in the playground about 10 minutes ago with my friend. Con vừa mới ở cái playground, có nghĩa là ở cái sân chơi. Cái mà chỗ mà có mấy cái cầu tuột, mấy cái xích đu cho mấy đứa nít chơi, thì mình sẽ gọi cái đó là playground. I was in the playground about 10 minutes ago. Hồi 10 phút trước thì vừa mới ở cái sân chơi, đó, với bạn. And I got a call on my mobile phone. And I got a phone, a call from my mobile phone. Và nhận được một cái cuộc gọi từ điện thoại di động. Khúc này nghe chữ mobile phone, cái mình thấy nghi vô con ơ, đúng không? I had to get a pen out of my bag to write something down. Nghe khúc này thì mình nghe hầu hết các đáp án luôn. I have to get a pen. Con phải lấy cái viết ra. Out of my bag, lấy cái viết ra khỏi cái túi, to write something down, để viết một cái gì đó ra. And I think my purse fell out. And I think my purse fell out. Fell out thì nó bằng với fall out. Mà mình biết trong cái bài hôm trước có cái chữ mà fall out, fall off gì đó, nghĩa là rơi ra, rớt ra. Người thì là bị té, nhưng đồ vật thì không có bị té được. Đồ vật thì có thể là bị rơi ra khỏi, được không? Tôi nghĩ rằng cái ví, con nghĩ rằng cái ví của con thì đã bị rơi ra, vậy là bị mất cái ví gì nữa, đúng không? I can't find it now. Con không tìm được nó. I can't find it now. Do you know if anyone has handed it in? Do you know anyone has handed it in? Chú có biết ai đang cầm nó hay không? Hay là ai đã nhặt được hay không? Cái chữ hand bình thường có nghĩa là cái tay. Nhưng mà khi mình dùng cái động từ thì mình hiểu là nó cầm. Hay là đang giữ hay là đang mang cái gì đó. Thì chú cháu không được mang. Con được cho là, được đề nghị là đã không được mang điện thoại đến trường học. Đó. Anyway, let me go and check. Let me go and check. Để đi và kiểm tra lại. Được không? What color is it? What color is it? Thì rõ ràng ngay chỗ cái vàng cho nên mình khoanh lại. I think my shirt fell out and I can't find it now. Hai cái câu này là cái câu mấu chốt để mình có thể chọn được đáp án, đó là câu bị, nghĩa là bị mất cái ví, được ha? A purse.
Đó, chính xác. Rồi, câu số 5. Which sport will the boy do soon at the center? Vậy thì cái môn thể thao nào mà cái bạn này sẽ chơi sớm, chơi trước hay là được làm trước ở trung tâm, at the center? Ok, rồi nghe tiếp nha. Which sport will the boy do soon at the center? Have you been to the new water sports center yet? Khi mà mình thấy người ta đặt cái câu hỏi á, have you been? Have you been có nghĩa là bạn đã bao giờ làm cái gì đó chưa? Bạn bao giờ đi đến đâu chưa? Ví dụ như là have you been to Thailand, right? Bạn bao giờ tới Thái Lan chưa? Have you been to Singapore? Bạn bao giờ tới Sim chưa? Have you been to the new water sports center yet? Bạn đã bao giờ đi tới cái trung tâm thể thao chưa? Đó, chị yet là chưa đó. Right. Oh yes, it's brilliant. Yes, it's brilliant. Brilliant, thường mình hay đọc đó là brilliant. Đó, nhưng mà chính xác cái giọng này hơi giọng nặng nặng một tí xíu, giọng nữ. Thì nó đọc là brilliant, nghĩa là cực kỳ xuất sắc. Cái chữ thay vì nó dùng cái chữ là it's right, it's good, it's excellent, so it's brilliant, the same meaning. Nè ha, xuất sắc. Oh, rất xuất sắc. There are two indoor pools. There are two indoor pools. Pool có nghĩa là cái hồ bơi. Indoor có nghĩa là ở trong nhà, nghĩa là hồ bơi mà ở trong nhà. One for underwater diving and one for swimming. And you can also have sailing lessons on the lake. Ok, cô này cũng kể ra về cái trung tâm thể thao đúng không? Đó là có hai cái hồ bơi ở trong nhà. One for underwater diving, một cái là dùng để lặn. And one for swimming, và một cái để dùng để bơi. You can also have sailing lessons on the lake. Và ngoài ra bạn cũng có thể học kèo thuyền ở trên hồ. Nhưng mà cái câu này người ta lại hỏi là gì? The boy, nghĩa là cậu con trai này. Thì mình sẽ nghe cái giọng nam trả lời, đúng không? Còn cái nãy giờ mình đang nghe giọng nữ thôi. That's what I'm doing there next weekend, actually. Okay. That's what I'm doing there next weekend, actually. Đó là những gì mà tôi sẽ làm, hay là đó những gì mà tôi sẽ học vào cuối tuần sau. Vậy thì là đó là những gì thì nó sẽ gần cái thông tin trước nhất của mình. Đó là cái chữ sailing lesson, đúng không? Là cái môn chèo thuyền á. I was hoping to take water skiing lessons. Khúc này mình nghe water skiing chứ mình nghi nữa. I was hoping, hoping có nghĩa là hy vọng. Tôi đã hy vọng là sẽ được học chơi cái môn trượt nước, water skiing. Skiing là trượt. Mình ghép vô với chữ water, trượt nước, thì mình hiểu giống như là có một cái tấm ván và ở phía trước là có người chạy chiếc cano đó, xong có sợi dây kéo đó, thì cái môn đó mình gọi là water skiing. Rồi nhưng mà sao? But the leaflet says they're not starting those until next year. Okay. Nhưng mà cái leaflet có nghĩa là tờ bướm, được ha. Nhưng mà cái tờ bướm nó nói rằng says they're not starting those until next year. Nói rằng là những cái đó thì sẽ không bắt đầu cho họ sẽ không bắt đầu những cái môn học này cho đến năm sau. Vậy thì cái môn học này là cái môn cũng gần với cái câu hỏi này nhất, đó là môn water skiing. Được chưa? Vậy thì ngay chỗ này cái câu là môn nào sẽ học sớm ở trung tâm, thì cái môn mà học sớm đó là sẽ học vào cuối tuần sau, là cái môn sailing, đó là môn chèo thuyền. Được chưa? Ngay chỗ này câu đúng mình sẽ chọn đó là câu D. Ok nha. Sao chọn câu D không ạ? Chết rồi, không may chọn. Không may chọn câu số 5 ạ. Nên mới chọn câu số 4 thôi. Rồi, câu số 6. Holy work. Câu này là câu hỏi gây tranh cãi đó. Holy good job in his house. Bây giờ mình nghe lại lần nữa cho mình chọn luôn đi nha. Six. Who lives with Josh in his house? Does your house seem empty now your sister's left home, Josh? Not really. My grandmother's moved into her room and she doesn't go out much. It's really nice having her there because my dad never comes home until later
And if my mum's out for the evening, Grandma cooks supper for me. Này, mình chọn sau đây. Câu số 6. À, số B. À, ai sống cùng với George? Đó là mẹ của anh ta. À, sorry. Grandmother, bà của anh ta. Nè ha. 7. Này, kính chính lại. The new water sports center yet? On the... Moved into her room and... On the lake. That's what I'm doing there next weekend, actually. I was hoping to take water skiing lessons, but the leaflet says they're not starting those until next year. 6. Who lives with Josh in his house? Does your house seem empty now your sister's left home, Josh? Empty có nghĩa là trống rỗng. Đó. Does your house seem empty? Có phải là nhà của bạn nhìn nó trống rỗng. Đúng không? Nó trống trải. Ở đây mình dùng trống trải nó ok hơn đó. Nhà của bạn nhìn có vẻ trống trải kể từ khi mà chị gái bạn rời khỏi nhà. Đúng không? Vậy là mình loại cái vụ sister ra. Rời khỏi nhà thì đâu sống chung nhà nữa đâu. Ha? Not really. My grandmother's moved into her room and she doesn't go out much. Cũng không thật sự. Tại vì là bà của tôi moved into her room là chuyển vào sống trong phòng của bà. Đúng không? Chuyển vào trong phòng của bà. And doesn't go out much và cũng không có thường ra ngoài. Thì mình hiểu là sống trong phòng thì cũng là trong nhà thôi. Room là cái phòng, house là cái nhà, đúng không? Rồi. It's really nice having her there because my dad never comes home until later. It's really nice. Có nghĩa là rất tuyệt vời khi có bà ấy, có nghĩa là bà của tôi đó, sống ở đây. Bởi vì là my dad, ba của tôi sẽ không có trở về nhà cho đến rất là lâu sau đó. Until later. And if my mum's out for the evening... And if my mum's out for the evening, và nếu như bà rời khỏi nhà vào buổi tối, đó. Nếu như mẹ rời khỏi nhà vào buổi tối, giờ lộn bà với mẹ hoài luôn. Grandma cooks supper for me. Grandmother will cook supper for me. Ở đây mình có cái cụm supper, có nghĩa là bữa ăn nhẹ buổi tối. Giống như là ăn thêm, ăn khuya vậy đó. Đó, thì mình sẽ dùng cái cụm đó là supper, đó. Vậy thì mình thấy là cái người mà nấu cho cái ông này ăn, đúng không? Rồi, ông này ông nói là rất tuyệt vời khi có bà ở trong nhà nữa. Vậy thì chính tỏ là cái người mà ở chung với cái ông này sẽ là his grandmother. Ok, câu đúng chọn câu B nha. Đúng không ạ? Chính xác ha. Rồi, câu số 7. What will the girl take with her on holiday? Cô này cũng mang theo món đồ gì khi mà đi nghỉ? Đó. Rồi nghe lại. 7. What will the girl take with her on holiday? Have you packed for your holiday? No, I need to go shopping before I can do that. Last holiday, my suitcase handle got broken, so I need something new to put all my stuff in. But suitcases are so heavy to carry. I always take a backpack. You can carry more that way. Yes, I thought about one of those, but good quality ones are expensive. I'll get one of those big sports bags, you know, one you can pull along. They don't cost much. Ok, rồi, chọn được rồi, đúng không? 7C, ok. Rồi, như cái này mình thấy người ta nói gì đây? Cái bạn nữ này chắc là bạn đi nghỉ ha. Hay là tại vì cái câu đầu bạn nam hỏi là have you packed for your holiday? Như là bạn đã chuẩn bị hành lý xong chưa? Soạn đồ đó, nếu như mà theo kiểu người miền Nam mình hay nói kiểu pack for something hay là pack suitcase, có nghĩa là mình soạn đồ khi mình đi du lịch. Đó. Shopping before I can for me. Nah. 7. What will the girl take with her on holiday? Nah. Have you packed for your holiday? No, I need to go shopping before I can do that. No. Không, chưa. Tôi cần phải đi mua đồ trước khi là tôi làm cái chuyện đó. Làm cái chuyện đó là cái chuyện mà soạn đồ đó. Last holiday, my suitcase handle got broken. Cái giọng của cô này đọc broken nghe giống người Ấn Độ.
Này, my suitcase handles, nghĩa là cái tay cầm vali á, thì nó bị broken, có nghĩa là nó bị gãy, đã ha. So I need something new to put all my stuff in. So I need something new to put my stuff in. Cái chữ stuff ở đây có nghĩa là đồ vật, đã ha. Thay vì mình dùng cái chữ things là những cái món đồ á, cho nên là tôi cần phải có một cái gì đó mới, tôi cần cái gì đó mới để bỏ đồ của tôi vô. À, my stuff in. Mình nghe trong bài thì nó sẽ đọc là stuff in, tại vì nó luyến hai chữ S với chữ in ở đây ra mà. Đó. Này, nhưng mà... But suitcases are so heavy to carry. Nhưng mà mấy cái vali á, suitcase giống như cái vali vậy đó, thì nó là so heavy to carry, có nghĩa là rất là nặng để mang theo. I always take a backpack. Tôi lúc nào tôi cũng mang theo cái ba lô hết trơn ha. I always take a backpack. You can carry more that way. Bạn cũng có thể là mang được nhiều đồ hơn bằng cái cách này. You can carry more that way. That way có nghĩa là bằng cái cách này, cách đó ha. Yes, I thought about one of those, but good quality ones are expensive. I thought to buy one of those. Tôi đã nghĩ về cái chuyện là để mua một trong những cái món đó, có nghĩa là mua cái backpack hoặc là mua cái suitcase. Nhưng good quality ones are expensive. Nhưng mà một cái mà gọi là có chất lượng tốt, có nghĩa là quality này, thì quality là chất lượng tốt thì nó khá là expensive, đắt đỏ. I'll get one of those big sports bags. Right. I'll get, thay vì nói là I will buy, I will take, thì bạn này nói là I'll get, nghĩa y chang ha. I will get one of those. These are one of those big box bags. Big box bags. Okay. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy một trong những cái túi thể thao lớn. Đó. Box bags. Túi thể thao. You know, one you can pull along. Bạn biết là cái mà bạn có thể pull along, có thể là kéo đi. Đó. They don't cost much. Và chúng cũng không có tốn nhiều tiền. Vậy chốt lại là bạn này, bạn giữ theo cái câu mà I will get big box bag đó. Đó, cho nên là mình sẽ chọn được là cái túi thể thao của C. Chính xác ha. Đấy. Câu số 8. Đó, câu số 8 nghe lại. Where do the boy decide to go? Mấy đứa con trai này quyết định là đi đâu, đúng không? Cinema, game store hay là park? Câu B thì mình đã loại, tại vì nó không hợp lý. 8. Where do the boys decide to go? So, we've got 3 hours. Shall we go skateboarding in the park? Okay. So we got 3 hours. So mình có 3 tiếng. Shall we go skateboarding in the park? Hay là tụi mình đi chơi skateboard, có nghĩa là đi chơi trượt ván ở trong công viên. Đó. What do you think? Bạn nghĩ sao? Đó. Well, there's the latest space film, which is meant to be good. The little space. Có cái không gian nó nhỏ. There, which is mean to be good, có nghĩa là có ý là nó không có ổn lắm. Thì mình hiểu là cái không gian mà nó nhỏ quá, nó ít quá thì mình không có chơi trượt ván được. Cho nên cái chuyện mà đi tới công viên là nó không ổn lắm. Oh, there's a new computer game shop which has just opened. Okay, there's a new computer game shop. Có một cái cửa hàng máy tính which has just opened. Nó vừa mới mở cửa. Oh, well, I haven't got enough money to buy a new game anyway. Nhưng mà tôi lại không có đủ tiền to buy a new game, để mua một cái game mới. Rồi sao nữa, xong chốt lại câu đó là... Let's go and watch the film. Let's go and watch a film. Mình đi xem phim đi. Okay. Rồi, có chữ okay đó là mình chọn được rồi đó. We can go skateboarding anytime. We can go skateboarding anytime. Mình có thể đi chơi trượt ván lúc nào cũng được. Và ở đây mình thấy là mình nghe let's go and watch a film, cái mình nhìn vô mình chọn phim, nhưng mà không có chữ phim, đúng không? Nhưng mà đổi lại thì nó có chữ gì? Cinema, đúng không? Nghĩa y chang. Đó, cho nên ngay chỗ này câu số 8 ta chọn là câu yes, câu A nhé. Cinema. Rồi bây giờ mình nghe lại 8 câu cùng với cái tháp tiếp từ trên xuống để mình nhớ cho nó kỹ. Đây là một lần học bài của các anh chị đó. Thay vì mai mốt đi thi là phải coi lại, nghe lại từ đầu, giờ học cho chắc luôn đi. Thì mai mốt các anh chị đi thi nó khỏe hơn. Nào bây giờ mình nghe lại nhé.
1. What colour is Mary's coat? Hi, Mary. What have you bought? This coat. Do you like it? Yes. Yellow looks good on you. Do you think I can use my blue bag with it? Your brown one will look better. 2. What did the woman repair? Hi. What have you done today? You know that broken shelf above my desk? Well, I repaired it and then I went shopping. What did you buy? A new chair. 3. What are they going to buy for Pam? Last year we gave Pam a book for her birthday. Shall we buy her another one this year? I think we should give her a plant or some chocolates. But she doesn't like sweet things. Let's get her something to put in her garden, but not a book again. 4. What has the girl lost? Can I help you? You look worried. Is everything all right? Well, I was in the playground about 10 minutes ago with my friends, and I got a call on my mobile phone. I had to get a pen out of my bag to write something down, and I think my purse fell out. I can't find it now. Do you know if anyone has handed it in? You know you're not supposed to bring phones to school. Anyway, let me go and check. What colour is it? Which sport will the boy do soon at the centre? Have you been to the new water sports centre yet? Oh, yes. It's brilliant. There are 2 indoor pools, one for underwater diving and one for swimming. And you can also have sailing lessons on the lake. That's what I'm doing there next weekend, actually. I was hoping to take water skiing lessons, but the leaflet says they're not starting those until next year. 6. Who lives with Josh in his house? Does your house seem empty now your sister's left home, Josh? Not really. My grandmother's moved into her room and she doesn't go out much. It's really nice having her there because my dad never comes home until later. And if my mum's out for the evening, Grandma cooks supper for me. 7. What will the girl take with her on holiday? Have you packed for your holiday? No, I need to go shopping before I can do that. Last holiday, my suitcase handle got broken, so I need something new to put all my stuff in. But suitcases are so heavy to carry. I always take a backpack. You can carry more that way. Yes, I thought about one of those, but good quality ones are expensive. I'll get one of those big sports bags, you know, one you can pull along. They don't cost much. 8. Where do the boys decide to go? So, we've got 3 hours. Shall we go skateboarding in the park? What do you think? Well, there's the latest space film, which is meant to be good. Or there's a new computer game shop, which has just opened. Oh, well, I haven't got enough money to buy a new game anyway. Let's go and watch the film. Okay, we can go skateboarding anytime. Là ok, xong phần số 1, 8 câu nhẹ nhàng ha. Sang phần số 2 luôn. Hôm nay mình còn nhiều thời gian mà, mình sẽ qua luôn phần số 2. Ok, mình đọc câu hỏi từ 9 tới câu 12 trước. Mình nhớ là từ 9 tới 12 là bắt đầu là cái conversation của mình nó dài hơn tí nha. Và trong phần này mình trả lời 4 câu hỏi rồi. Câu số 9, where was God? Mình nghĩ cái tên này đọc là God, đúng không? Where was God Thompson born? Cái nhân vật này được sinh ra ở đâu? Hay là nôm na người ta có thể hỏi mình đó là đến từ đâu? Ví dụ như trong bài mình ta hỏi là where are you from? Hay là where is he from? Gì đó.
thì nó cũng giống như cái con này thôi. Đã ha. Và mình thấy có bốn địa điểm ha. In London, in the north of England, in the south of England. À, south và north có nghĩa là hướng. Ví dụ như ngay chỗ này, in the north là ở hướng bắc. Tiếp, in the south có nghĩa là hướng nam. Đấy. Vậy thì mình thấy là north of England có nghĩa là miền bắc của nước Anh, south of London là nó khác nữa, có nghĩa là miền nam của London. Of Britain thì có nghĩa là ở Anh, chỉ chung rồi. Ok. Câu số 10. How did he know about karate? Cái chữ này mình không phải đọc là karate. Karate là tiếng Việt Nam mình đọc thôi. Đó, còn tiếng Anh thì mình sẽ đọc đó là karate. How did he know about karate? Anh này biết cái bộ môn karate như thế nào, bằng cách nào? Thứ nhất là he discovered karate by himself. Có nghĩa là anh này tự khám phá ra môn này. Chữ discover có nghĩa là khám phá. By himself là tự làm. Đó. B. He's interested in karate owning to a sports center. Có nghĩa là anh này anh hứng thú với cái môn karate nhờ vào owning to, có nghĩa là nhờ vào một cái trung tâm thể thao. Đấy. Câu C. His friend introduced to him. Đó là một người bạn của anh ta giới thiệu cho anh này. Đấy, đi lên xíu cho chấm dễ. Rồi. And D. He knew it when moving to London. Anh này anh biết cái môn này khi anh này chuyển tới London. Câu số 11, câu này mình thấy là hỏi về cái thời điểm, thời gian, đúng không? When, khi nào? Anh này anh tham gia cái giải vô địch thế giới. World là thế giới nè. Championship là giải vô địch, đúng không? Giải vô địch thế giới in Taiwan, ở Đài Loan. Đấy, anh này anh tham gia cái vô địch thế giới ở Đài Loan khi nào? Mình thấy là có thể là anh này anh tham gia nhiều lần ở nhiều nơi, nhưng mà trong bài thì mình nên canh nghe như khúc nào mình nên chỉ Taiwan đó. Đã, mình chọn. Rồi, ví dụ như cái năm, phải biết đọc cái năm trước cái đã. Thì trong tiếng Anh khi mà mình đọc năm thì mình sẽ tách ra làm hai số. Ví dụ như ở đây là 1972 thì mình sẽ đọc là 19 và 72. Đọc bằng tiếng Anh ha. 19 mình đọc là 19, 72 là 72. Rồi. Này, ví dụ trước đi, rồi mấy các anh chị sẽ tự đọc được hơn. Ví dụ lão đi thiên nói, người ta hỏi mình sinh năm mấy, đúng không? Thì mình cũng biết đường, mình trả lời. Rồi, ví dụ như năm 1980 thì mình sẽ tách ra là số 19 và 80. Nghe chỗ này mình sẽ đọc đó là 1980, đúng chưa? Rồi, 1982. Và cái câu đi, có nghĩa là sau khi bắt đầu luyện tập với một cái người huấn luyện viên người Anh. Ở đây mình có cái chữ coach. Oh sorry, coach có nghĩa là huấn luyện viên. Để đây đi, đấy. À, các anh chị đọc nó dễ hơn. Câu số 12. How many times? How many là hỏi bao nhiêu? Times ở đây là lần nha. How many times? Anh này ảnh đã tham dự cái giải vô địch thế giới tổng cộng là bao nhiêu lần? Và mình thấy là có cái số lần. Từ 2, 3, 4 và 5 lần giải vô địch thế giới. Đây mình đã hỏi là has got, có nghĩa là đã đạt được giải vô địch thế giới là bao nhiêu lần nha. Rồi bây giờ từ câu 9 tới câu 12 mình nghe tiếp phần này luôn nhé. Now listen everybody. That is the end of part 1. Now turn to part 2. You will hear 3 different conversations. In each conversation there are 4 questions. For each question, choose the correct answer A, B, C or D. You will hear the conversations only once. Now open your question paper and look at the conversation 1. You now have 25 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully.
Good evening, Jeff. Hi. Perhaps you could tell me a bit about your background. Where are you from exactly? Well, I was actually born in 1958, up in the north of England. My parents came to live in Britain after the war. Sounds great. We moved south to London after that. We were completely broke, and I did all sorts of odd jobs to try and make money. Goodness, how dramatic. But I was lucky. I discovered karate. Ah, how exactly? There was a school trip. Nothing special, really. But we went to this sports centre, and I just thought, that's for me. Just like that? Yep. Anyway, I started training. I found myself a Japanese coach, and things just happened. I found it came naturally to me, and I worked my way up till I found myself in Taiwan for the World Championships. That was in 1982. And you won? Yeah. Suddenly, I was world heavyweight champion. It was great. And you were world champion at that weight, 5 times in all? Yeah, that's right. And then you retired? Well, I didn't have much choice. And now you've got other projects on the go all around the country and even abroad. Yeah. We're going from strength to strength. Now open your questions paper. Hi. Perhaps you could... Question paper and look at the conversation 1. You now have 25 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully. Good evening, Jeff. Hi. Perhaps you could tell me a bit about your background. Where are you from exactly? Well, I was actually born in 1958, up in the north of England. My parents came to live in Britain after the war. Sounds great. We moved south to London after that. We were completely broke, and I did all sorts of odd jobs to try and make money. Goodness, how dramatic. But I was lucky. I discovered karate. Ah, how exactly? There was a school trip. Nothing special, really. But we went to this sports centre, and I just thought, that's for me. Just like that? Yep. Anyway, I started training. I found myself a Japanese coach, and things just happened. I found it came naturally to me. And I worked my way up till I found myself in Taiwan for the World Championships. That was in 1982. And you won? Yeah. Suddenly, I was world heavyweight champion. It was great. And you were world champion at that weight, 5 times in all? Yeah, that's right. And then you retired? Well, I didn't have much choice. And now you've got other projects on the go all around the country and even abroad. Yeah. We're going from strength to strength. Now open. Nào, lớp mình chọn thử 4 câu xem sao ạ. Trong bài thì có một vài câu cũng khá rõ đó. Ví dụ như là câu số 9, đúng không? Câu số 9, câu số 12. À, câu số 10, 11 thì có thể nhiều thông tin thì mình sẽ bị nhầm lẫn. Nào ha, mình chọn thử xem nào. Okay, that's good. Nhiều khi mình chọn mà mình thấy mình cũng có người chọn giống giống mình cũng an tâm đúng không ạ? Rồi bây giờ mình kiểm tra nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem từng đoạn, từng khúc, ngưng lại từng chỗ. Nghe chỗ câu đầu tiên người ta hỏi đó là where was God? Hay là God? Gì đó, something born, ông này ông được sinh ra ở đâu? In your questions paper and look at conversation 2.
Now we are ready to start. Listen carefully. Good evening, Jeff. Hi. Perhaps you could tell me a bit about your background. Okay. Where are you from, right, exactly? Perhaps you could tell me about a bit about your background. Có lẽ là ông có thể cho tôi biết tí xíu về cái background của ông không? Có nghĩa là thường ví dụ người ta nói background như là cái xuất xứ hay là cái bối cảnh, là cái hoàn cảnh của một cái người nào đó, người đó đến từ đâu, được sinh ra như thế nào, sống trong gia đình như thế nào. Thì mình sẽ gọi chung cái đó là background, đúng không? Và anh em hỏi thêm cái câu đó là oh, where are you from exactly? Chính xác là đến từ đâu, ha? Exactly. Well, I was actually born in 1958, up in the north of England. I was actually born in 1958, tức là được sinh ra vào năm đó. Up in north of England có nghĩa là lớn lên ở cái miền bắc của England. Đó, mình nghe nguyên cái cụm north of England là mình chọn được rồi. My parents came to live in Britain after the war. Sau đó thì ba mẹ của tôi came to live in Britain, có nghĩa là chuyển tới Britain sống sau chiến tranh. Đúng không? Nhưng mà cái đoạn mà Britain này có nghĩa là came to live, có nghĩa là chuyển tới thôi. Còn nếu như mà được sinh ra thì phải là north of England ha. Những anh chị nào mà chọn câu B rất chính xác nha. Rồi, câu số 10. How did he know about karate? Anh này anh biết gì về cái bộ môn karate? Rồi, ngay chỗ này thì mình chọn câu nào đây? 10B luôn, ok. Rồi, kiểm tra. Sounds great. We moved south to London after that. We were completely broke. And I did all sorts of odd jobs to try and make money. Okay. Làm sao? We moved to south to London. Khúc này mình nghe to south to London để mình hoang mang nữa. Nhưng mà chỉ là move thôi ha. Chúng ta chuyển tới cái miền nam của London. Sau đó, we were completely broke. Cái chữ broke này thì nó khác. Ví dụ như mình dùng cho đồ vật á, thì broke có nghĩa là bị gãy, bị hư. Đúng không? Nhưng khi mình nói là người á, I am broke, thì mình hiểu cái chữ broke đó có nghĩa là nghèo túng, cháy túi, hết tiền. Đó, chúng tôi hoàn toàn cháy túi, là gia đình đó. And I did all sorts of old jobs, và tôi đã làm rất là nhiều loại công việc khác nhau to try and make money, để kiếm tiền. Rồi. Goodness, how dramatic. Goodness, how traumatic. Ôi, chú ơi, thật là kịch tính làm sao, đã bi kịch làm sao. But I was lucky. I discovered karate. Nhưng mà tôi rất là lucky, rất là may mắn. Tôi đã khám phá ra cái bộ môn karate, đúng không? Nhưng chỗ này không có nghe cái chữ là himself hoặc là myself, đúng không? Phải nghe cái chữ self, cũng là tự khám phá ra. Đó. How exactly? How exactly? Chính xác là như thế nào? There was a school trip. Nothing special really. Có một cái school trip. A school trip có nghĩa là một cái chuyến tham quan trường học, đi với trường á, một cái chuyến đi của trường học đó. Nhưng mà nothing special really, thực sự là cũng không có gì đặc biệt lắm. But we went to this sports center and I just thought that's for me. Okay. Và chúng tôi đi tới một cái trung tâm thể thao. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ rằng đó là that was for me, nó là dành cho tôi. Okay. Just like that. Yep. Just like that. Đúng không? Chỉ vậy thôi hả? Vậy thì ngay chỗ cái câu số 10 này không chọn được câu A nha. Tại vì anh này anh khám phá nhưng mà không phải tự ảnh. Đã. Câu B thì nói là hứng thú vô karate nhờ vào một cái trung tâm thể thao cũng ok, đúng không ạ? Tại vì anh này ảnh đến cái trung tâm thể thao ảnh mới thấy, ảnh mới nói là that's for me, đó là dành cho tôi. Câu C thì không có bạn nào giới thiệu hết. Nãy giờ đâu nghe chữ gì liên quan tới friend đâu. Rồi. Câu D. Chuyển tới London. Khi mà chuyển tới London thì lúc đó là đang bị cháy túi, đúng không? Cái thông tin ở trên này đã. Cho nên cái câu đúng ngay chỗ câu số 10 này, mình sẽ chọn cái câu nào mà nó liên quan tới Fox Center, đúng chưa? Câu B, chính xác nhé. Câu số 11. When did he take part in the World Championship in Taiwan? Nghĩa là khi nào anh này tham gia vào cái giải vô địch ở Taiwan? Câu này thì mình chọn là câu 11C, có nghĩa là vào năm 1982, không khác là đều chọn câu C hết. Rồi mình kiểm tra tiếp nè. Anyway, I started training. I found myself a Japanese coach and things just happened. Và anyway,
bằng bất cứ mọi cách, đúng không? I start training, tôi đã bắt đầu luyện tập. I found myself a Japanese coach, tôi đã tự tìm cho mình một cái người huấn luyện viên, coach, huấn luyện viên người Nhật, đúng không? Trong bài của mình là written coach, huấn luyện viên người Anh là thấy không đúng rồi. Và mọi thứ đã xảy ra. Rồi sao nữa? I found it came naturally to me. And I worked my way up till I found myself in Taiwan for the World Championships. I found it came naturally. Tôi nhận thấy rằng là mọi thứ thì đến khá là tự nhiên. Và I worked my way up. Tôi đã làm hết sức cho đến khi tôi tìm ra được bản thân tôi ở Taiwan đối với cái giải vô địch thế giới. That was in 1982. And that was in 1982. Lúc này thì mình sẽ nghe thấy là người ta nói có cái giải World Championship nè. Người ta nói tới cái khúc Taiwan. Xong rồi người ta nói tới năm 1980 là mình đủ cơ sở mình chọn rồi. Đúng không? Câu C, chính xác. Rồi, câu 12, câu cuối cùng. Cái giải này, ông này đã được đạt được cái giải này được bao nhiêu lần? You won. Xong kể tiếp không? And you won và anh thắng cuộc, đúng không? Won là quá khứ của cái từ win á. Suddenly, I was world heavyweight champion. It was great. Bất thình lình thì tôi đã giành giải vô địch hạng nặng. Heavyweight có nghĩa là, heavyweight có nghĩa là giải vô địch hạng nặng. It was great, thật là tuyệt vời. And you were world champion at that weight, five times in all. Cái tụng đó là five times in all, đúng không? Và ông đã giành giải vô địch thế giới ở cái hạng này là 5 lần rồi, đúng không? Đó. Yeah. That's right. And then you retired. That's right. Là mình chọn được 5 lần, đúng không? And then you retired. Và sau đó là ông đã retired. Ở đây mình sẵn mình học luôn cái từ này luôn ha. Cái chữ retired có nghĩa là nghỉ hưu. Và sau đó ông nghỉ hưu, đúng không? Well, I didn't have much choice. And now you've got other projects on the go all around the country and even abroad. Và bây giờ ông đã có những cái dự án khác to go around the country, đi trên khắp cả nước. Và thậm chí là abroad. Abroad có nghĩa là ở nước ngoài đó. Ok. Yeah. We're going from strength to strength. From strength to strength. Có nghĩa là chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Đúng không? Ngày càng phát triển hơn. Ý là giống vậy. Thì ngay chỗ này câu số 12. Người ta hỏi mình là ông này giành cái giải vô địch thế giới này được bao nhiêu lần. Ta dễ dàng chọn được đó là câu 5 times. 5 lần. Được ha? Rồi mình nghe lại bài này một lần nữa đi. Again. Now we are ready to start. Listen carefully. Good evening, Jeff. Hi. Perhaps you could tell me a bit about your background. Where are you from exactly? Well, I was actually born in 1958, up in the north of England. My parents came to live in Britain after the war. Sounds great. We moved south to London after that. We were completely broke, and I did all sorts of odd jobs to try and make money. Goodness, how dramatic. But I was lucky. I discovered karate. Ah, how exactly? There was a school trip. Nothing special, really. But we went to this sports centre, and I just thought, that's for me. Just like that? Yep. Anyway, I started training. I found myself a Japanese coach, and things just happened. I found it came naturally to me, and I worked my way up till I found myself in Taiwan for the World Championships. That was in 1982. And you won? Yeah. Suddenly, I was world heavyweight champion. It was great. And you were world champion at that weight, five times in all? Yeah, that's right. And then you retired? Well, I didn't have much choice. And now you've got other projects on the go all around the country and even abroad. Yeah. We're going from strength to strength. Okay, mình nghe luôn một cái phần tiếp theo đi ha. Mình còn tí thời gian và bài này cũng khá là dễ. Mình nghe luôn cái bài này ha. Từ câu 13 tới câu 16. Đặt câu hỏi. Which job does the hotel need? Cái này thì chắc là về cái công việc tuyển dụng. Cái công việc gì mà cái khách sạn đang cần?
Cái chữ này temporary có nghĩa là cái thời vụ tạm thời thôi. Thì mình hiểu là nhân viên thời vụ, staff, nhân viên, a stable staff, một cái nhân viên ổn định. Ổn định thì mình hiểu như cơ hữu vậy đó. Là câu C, a full-time waiter có nghĩa là một cái người phục vụ cơ hữu. Và câu D, a part-time receptionist. Receptionist có nghĩa là tiếp tân, nghĩa ngồi cái bàn lấy tân đó. Là nhưng mà chỗ này thì là part-time thôi. Ví dụ ngồi là tôi cần tìm một cái nhân viên thời vụ, hoặc là ví dụ như chỗ này câu A, temporary staff, người ta có thể nói là part-time staff thì mình cũng chọn được, tại vì mình hiểu là cái chữ temporary này nó sẽ bằng với cái chữ part-time. Đấy. Câu số 14, what about the hour of work? Cái thời gian làm việc như thế nào? Được không? Hỏi về cái thời gian làm việc. Ngày làm mấy tiếng? Rồi. A, there are two shifts and two days off. Có nghĩa là có hai ca làm và có hai ngày nghỉ. Two days off, hai ngày nghỉ. B, there are two shifts and one day off. Ngày có hai ca và có hai ca và một ngày nghỉ. Câu C, there's a day shift from 7 to 8. Sorry, 7 to 2. Một cái ca ban ngày á, thì bắt đầu từ 7 giờ cho tới 2 giờ. Còn cái ca late shift, nghĩa là ca đêm, ca sau đó, thì từ 4 giờ cho tới 11 giờ. D, there is only an afternoon shift. Chỉ có một cái ca buổi chiều mà thôi. Câu số 15. What does the woman mention about the uniform? Vậy thì cô này cổ đề cập gì về cái đồng phục? He needs a dark shirt. Có nghĩa là cần phải mặc cái áo sơ mi tối mặt. Câu B thì nói rằng là cần phải wear a pair of dark clothes. Có nghĩa là mặc đồ tối màu. Này. Câu C, need to wear a white shirt, a white shirt and a pair of dark trousers. Trousers thì nó cũng bằng với cái chữ pants ha. Bằng với chữ pants, hai chữ này đều có nghĩa là quần tây hết. Là cần áo sơ mi trắng và quần tây tối màu. Câu D, need to wear uniform 5 days a week, cần phải mặc đồng phục 5 ngày một tuần. Câu 16, vậy thì khi nào bắt đầu công việc? Thì mình thấy ở đây là người ta để cái con số thì mình nhìn thấy rõ rồi, nhưng mà mình cũng biết cách đọc để mình nghe cho nó hợp lý xíu. Ví dụ như at the end of May, có nghĩa là cuối tháng 5. Thì có thể là ví dụ như cuối tháng 5 mà người ta không có nói, thì cuối tháng 5 mà người ta nói ngày 31 tháng 5. Thì mình cũng phải linh động mình chặn chút xíu. Ví dụ như ngày 31 thì người ta có thể đọc là 31st May chẳng hạn. Còn ví dụ này là vào ngày 10 tây tháng 5 thì có thể là 10 of May, 10 of June or 28 of June. Được chưa? Nào bây giờ mình nghe tiếp luôn nha. Now open your questions paper and look at conversation 2. You now have 25 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully. Hello, West Bay Hotel. Can I help you? Oh, good morning. I'm ringing about your advertisement in the Evening Gazette. Is that the one for temporary staff? That's right. Could you tell me what kind of staff you're looking for? We're looking for waiters at the moment. Right. What are the hours of work? There are two different shifts. There is a day shift from 7 to 2 and a late shift from 4 till 11. What about time off? You get one day off. Do you know what the rates of pay are? Yes, I've got them here. You get £5.50 an hour, and that includes a break. Oh, good. Yes, so let's see. I get £231 a week. You'd also get tips. Our guests tend to be quite generous. Is there a uniform? What about clothes? Yes, I forgot to mention that. You need to wear a white shirt, just a plain one, and dark trousers. One last thing. I don't know what the starting date is. Just a minute. I think it's sometime around the end of June. Yes, the 28th, in time for the summer. That's great. I'm available from the 10th.
Well, thanks very much for your help. You're welcome. Bye. Bye. 11. We're looking... Now we are ready to start. Listen carefully. Hello, West Bay Hotel. Can I help you? Oh, good morning. I'm ringing about your advertisement in the Evening Gazette. Is that the one for temporary staff? That's right. Could you tell me what kind of staff you're looking for? We're looking for waiters at the moment. Right. What are the hours of work? There are two different shifts. There is a day shift from 7 to 2 and a late shift from 4 till 11. What about time off? You get one day off. Do you know what the rates of pay are? Yes, I've got them here. You get £5.50 an hour, and that includes a break. Oh, good. Yes, so let's see. I get £231 a week. You'd also get tips. Our guests tend to be quite generous. Is there a uniform? What about clothes? Yes, I forgot to mention that. You need to wear a white shirt, just a plain one, and dark trousers. One last thing. I don't know what the starting date is. Just a minute. I think it's sometime around the end of June. Yes, the 28th, in time for the summer. That's great. I'm available from the 10th. Well, thanks very much for your help. You're welcome. Bye. 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 Yeah, okay. Bài này có vẻ là tương đối nó dễ hơn bài trên. Okay. Các anh chị chọn thử xem nha. 4 câu. Từ 13 cho tới 16. No one chọn. Không ai chọn. À, có anh Triều Dương chọn. Câu 13B. Ok. Mr. Phú Hiển 13C. Ủa, có người chọn câu A, có người chọn câu B, có người chọn câu C. Chọn luôn câu D luôn. Rồi, bắt đầu kiểm tra từ từ nha. Không sao, đúng không? Đúng sai gì mình cũng chọn được hết. Tại vì mình nhớ rằng mình đi thi nghe, thà viết lầm còn hơn bỏ sót, đúng không? Ừ. Ví dụ như phần nghe thì nó cứ tới, mà mình mà phân vân mãi một câu thì thành ra là nó sẽ bị lủng những câu sau. Cho nên là mình nghi thì mình cứ chọn. Đó là cái kiểu học nghe. Và khi mình đã chọn rồi, bắt đầu mình mới quay lại, mình coi sắp xếp, mình coi đáp án, mình rà lại. À, thì mình sẽ nhớ bài hơn. Còn nếu mà muốn kỹ hơn nữa ha, các anh chị sẽ nghe và các anh chị đọc luôn cái sắp xếp này, đọc đi đọc lại nhiều lần. Thì cái câu chữ ở trong cái đoạn nghe nó sẽ nằm ở trong cái mindset của mình. Đó. Thì khi mà mình nghe lại một cái câu tương tự giống như vậy, thì mình nghe sẽ rất là rõ. Đấy. Rồi, bây giờ kiểm tra. Câu số 13, what job does the hotel need? Vậy thì khách sạn này cần công việc gì? Now we are ready to start. Listen carefully. Hello, West Bay Hotel. Can I help you? Oh, good morning. I'm ringing about your advertisement in the Evening Gazette. I'm ringing about your advertisement in the Evening Gazette. Nghĩa là tôi đang muốn tìm hiểu về cái quảng cáo của bạn. Advertisement, quảng cáo đây có thể là quảng cáo về công việc chẳng hạn. Is that the one for temporary staff? Is that the one for temporary staff? Có phải là cái mà liên quan tới cái nhân viên thời vụ hay không? Và anh này anh trả lời đó là that's right, chính xác. That's right. Could you tell me what kind of staff you're looking for? Could you tell me what kind of staff are you... You looking for? Các bạn có thể nói là cái kiểu nhân viên gì mà bạn đang cần hay không, đang tìm hay không? Đó. We're looking for waiters at the moment. We're looking for waiters at the moment. Mình nghe chữ waiter cái mình mừng quá, mình chọn vô waiter. Nhưng mà hết sức cân nhắc rằng ngay chỗ này người ta nói với mình đó là gì? Full time waiters có nghĩa là nhân viên toàn thời gian, như là nhân viên cơ hữu đó. Trong khi ngay chỗ này nó nói là chỉ cần một cái temporary staff thôi, có nghĩa là một nhân viên thời vụ thôi. Vậy thì mình hiểu rằng là
full time, sorry, waiter này là waiter mà part time thôi, được chưa? Đó, nếu mà part time cái chọn qua câu D sai nha. Nên người ta cần waiter chứ không chọn receptionist. Cho nên câu đúng chính xác nhất là cái đáp phần ngay từ câu đầu mình nghe. Đó là temporary staff. Mình sẽ chọn đó là câu A. Được ha? Rồi, what about the hour of work? Vậy thì cái thời gian làm việc như thế nào? Right, what are the hours of work? Ủa, cái câu này là ngay vô trong cái câu, trong bài luôn đúng không? Đó, what are the hours of work? Đó. There are two different shifts. There are two different shifts. Có hai ca khác nhau. There is a day shift from 7 to 2 and a late shift from 4 till 11. Thấy nó giống giống ha. What about time off? What about time off? You get one day off. You get one day off. Và sẽ có một ngày nghỉ. Đúng chưa? Rồi, vậy thì ngay chỗ cái câu số 14 này mình chọn câu nào là hợp lý? À, 14. C, chính xác ha. Tại vì mình nghe nguyên cái thông tin nó vô luôn mà. Đó, chọn câu C. Rồi, tiếp. Câu số tiếp theo người ta hỏi mình về cái uniform. Do you know what the rates of pay are? Do you know what the rates of pay, có nghĩa là về cái giá mà trả theo giờ như thế nào, giá tiền, tính tiền như thế nào? Yes, I've got them here. You get £5.50 an hour. You get £5.50 an hour. Đó. And that includes a break. Okay. £5.50 một giờ, đúng không? Hour là một giờ đó, và bao gồm tính luôn tiền nghỉ. A break có nghĩa là nghỉ giải lao đó. Oh, good. Yes, so let's see. I get £231 a week. Okay. Khúc này mình thấy anh này anh tính tiền là một tuần anh kiếm được nhiêu tiền đó, ha. You'd also get tips. You also get tips. Ngoài ra anh cũng có nhận được tiền thêm, tiền tip, tiền bồi đó. Our guests tend to be quite generous. Những cái vị khách hàng của chúng tôi tend to be quite generous. Nghĩa là những cái người khách hàng ở đây khá là phóng khoáng, khá là rộng lượng, thoải mái, nghĩa là hào phóng, chi tiền rất là thoải mái. Is there a uniform? Is there a uniform? Có đồng phục chưa? Đồng phục thì như thế nào? What about clothes? Yes, I forgot to mention that. You need to wear a white shirt, just a plain one, and dark trousers. Okay, rất là rõ đúng không? You need to wear a white shirt. Cần phải mặc một cái áo sơ mi trắng, just the plain one. Và cái áo này phải được là plain one. Như là mình hiểu cái áo này là áo trơn, áo sơ mi trắng trơn luôn. Okay. And dark trousers có nghĩa là cái quần tay tối mặt. Đó. Vậy thì dễ dàng rồi. Câu số 15 ta sẽ chọn là câu. Yes, câu a white shirt and a pair of dark trousers. Câu C, được không? Mình hiểu đó là mặc đồng phục rồi, nhưng mà mình chưa biết là mặc đồng phục bao nhiêu ngày một tuần. Được ha? Trong này thì không có nói bao nhiêu ngày một tuần hết, người ta không có cung cấp thông tin đó. Trong khi cái câu đi thì nói là 5 days a week, 5 ngày một tuần. Cái này thì nó bị dư ở trong bài. Mình chỉ chọn đó là a pair of dark trousers and white shirt thôi. Tiếp. One last thing. I don't know what the starting date is. One last thing. I don't know what the starting day is. Có nghĩa là tôi không biết cái ngày bắt đầu là khi nào. Trong này thì mình nghe cái chữ start nó giống người ta đổi hình đổi dạng thôi ha. Tôi không biết là ngày bắt đầu làm việc là khi nào. Just a minute. I think it's sometime around the end of June. I think sometimes around the end of June. Có nghĩa là thỉnh thoảng chắc là tầm rơi vào cuối tháng 6. Yes, the 28th in time for the summer. Yes, in 28th in time for the summer, vào ngày 28 tháng 6. Mình nghe 28 và phía trước mình nghe cái chữ June nữa. Cho nên câu số 15 này mình sẽ chọn câu D, hợp lý ha. That's great. I'm available from the 10th. Anh này nói thêm, I'm available from 10. Có nghĩa là tôi như thế nào ta? Tôi ở không, tôi rảnh, bắt đầu từ tháng 10, bắt đầu từ ngày 10. Well, thanks very much for your help. You're welcome. Bye. Bye. Okay. Vậy thì ngay chỗ cái câu số 16 này mình sẽ chọn được đó là câu. Yes, câu đi, câu cuối cùng ha.
Rồi mình chỉnh lại cái phần này tí xíu giúp em trước. À, cái câu mà hồi nãy chọn về cái giờ làm việc á. Câu này mình chọn câu C thì chưa đủ. Câu C thì nó trả lời rất là đúng, là một ngày có hai ca làm, đó là từ từ ca ngày là từ mấy giờ tới mấy giờ đúng không? Nhưng mà chỗ này mình còn thiếu một cái nữa, đó là người này sẽ có được một ngày nghỉ, đúng không? Vậy thì cái câu trả lời của mình phải là có hai ca làm và có một ngày nghỉ nó mới đầy đủ, được chưa? Cho nên ngay chỗ này mình sẽ không chọn được câu C, tại vì câu C nó bị thiếu về cái giờ làm việc của anh này, và mình sẽ chọn một cái câu mà nó là có hai ca và một ngày off, được chưa? Cho nên câu đúng mình sẽ chọn là câu B. Các chị đổi lại cái câu này giúp em nha. Ok, nó đó. Rồi, chính xác. Rồi, hôm nay học tới đây thôi, bữa sau học tiếp. Bây giờ mình nghe nữa là hồi nó không nghe được gì luôn, tại vì mình nghe nhiều thông tin quá. Ok.